Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài 3 sách giáo khoa môn giải tích 12, trang 77, bài hàm số mũ, hàm số logarit. Cụ thể bài tập số 3 người ta yêu cầu là tìm tập xác định của các hàm số. Các em ở đây đều thấy đó là ở đây tất cả các hàm số người ta cho đều là hàm số dạng logarit, được chưa nhỉ? Thì thầy đã ghi ra phương pháp để chúng ta làm rồi, hàm y bằng loga cơ số a của fx với a lớn hơn 0, a khác 1 nên điều kiện của cái cơ số a thôi. Xác định khi và chỉ khi là biểu thức fx phải lớn hơn 0. Chưa? Rồi thì chúng ta sẽ cùng làm từng ý một. Vậy việc mục tiêu chúng ta sẽ giải các cái biểu thức ở trong đây cho nó lớn hơn không để chúng ta tìm tập xác định, được chưa? A y bằng loga cơ số 2 của 5 trừ 2x, được chưa? Điều kiện xác định đó là 5 trừ 2x sẽ phải lớn hơn 0. Cái này sẽ tương đương với đó là 5 lớn hơn 2x, tức là tương đương x bé hơn 5 phần 2, được chưa? X bé hơn 5 phần 2. Vậy, tập xác định của hàm số trên. Vậy tập xác định của hàm số trên là d bằng âm vô cùng 5 phần 2, được chưa? Được chưa? Rồi. Tiếp theo ý B. Y bằng loga cơ số 3 của x bình phương trừ 2x. Được chưa? Điều kiện xác định đó là x bình phương trừ 2x sẽ phải lớn hơn 0. Được chưa? Thì cái này là định lý về dấu tam thức bậc 2 thôi. Cái này sẽ tương đương với đó là hoặc x lớn hơn 2. Hai nghiệm là 2 và 0 thì hoặc x lớn 2 hoặc x bé hơn 0. Vậy tập xác định của hàm số trên là d bằng nhọn 0 thì là âm vô cùng nên 0 hợp với lớn hơn 2 sẽ là 2 đến dương vô cùng. Được chưa? Rồi. Tiếp theo ý C. Đó là y bằng loga cơ số 1 phần 3 của x bình phương trừ 4xc cộng 3. Được chưa? Điều kiện xác định sẽ là x bình phương, đây thầy viết ra đây nhá, x bình phương trừ 4xc cộng 3 lớn hơn 0. Chúng ta thấy nghiệm của tổng các hệ số bằng 0 nên có một nghiệm là 1, tức là x trừ 1 nhân với nghiệm còn lại sẽ là 3, đúng không? X trừ 3 sẽ phải lớn hơn 0. Và này sẽ tương đương với đó là hoặc x lớn hơn 3 hoặc x bé hơn 1, được chưa? Hoặc x lớn hơn 3 hoặc là x bé hơn 1, được chưa? Vậy tập xác định của hàm số trên là d sẽ bằng nhỏ hơn 1 thì sẽ là âm vô cùng cho đến 1, lớn hơn 3 sẽ là hợp với 3 đến dương vô cùng. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ giải quyết nốt ý cuối cùng, ý D. Ý D đó là y bằng loga cơ số 0,4 của 3xc cộng 2 trên 1 trừ x. Được chưa? Rồi. Thì chúng ta vẫn làm như thế thôi. Điều kiện xác định. Đây. Chưa? Điều kiện xác định sẽ là 3xc cộng 2 trên 1 trừ x lớn hơn 0. Thì cái này hoàn toàn tương đương tử một thương lớn hơn 0 khi và chỉ khi tử và mẫu cùng dấu, thì cái này hoàn toàn tương đương với 3xc cộng 2 nhân với 1 trừ x sẽ phải lớn hơn 0, đúng không các em? Rồi, và cái này thì sẽ tương đương với hai nghiệm là trừ 2 phần 3 và 1. Theo định lý về dấu tam thức bậc 2 thì cái này sẽ tương đương với đó là trừ 2 phần 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Được chưa? Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ kết luận là vậy. Tập xác định của hàm số
của hàm số là D sẽ bằng khoảng từ âm 2/3 đến 1. Được chưa? Rồi, các em quan sát và chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.